baby. Ready? Anh Trần Huy, anh quạt luôn rồi. Dạ, ủa, anh buông cho quạt rồi. Anh thích lắm á, anh quay sang á. Thích lắm. Một lần lắm. Yes. Ok, vì sao? Anh rất là thích cái bài này. Chú em đã chỉ anh cái phần musicality. Mình vô nhạc, mình ăn nhạc rất là tốt. Và mình cũng thấy nhiều cái động tác sexy, gợi cảm, nữ tính. Nhưng mà rất là mạnh luôn. Cũng có mấy cái động tác rất là dứt khoát. And máu lửa và bùng nổ. I loved all of it. Mấy cái vấn đề nhỏ xíu anh có thể bỏ qua được. Cảm ơn các em. Yes. Nhi biết rằng là Ly là một người rất là quyết liệt trước những cái dự định của mình. Nên là chị biết rằng là để mà đặt chân vào trong một cái sàn đấu vũ đạo như thế này thì em sẽ dùng hết toàn bộ 100% sức lực của mình. Và thông qua cái phần trình diễn vừa rồi thì chị thấy rằng Phụng Gà đã giúp cho em Ly tỏa sáng thật là rực rỡ trên sân khấu với một cái bài biểu diễn không thể nào mà bốc lửa hơn nữa. Chúc mừng. Em cảm ơn chị Nhi. Nó có cảm nhận như thế này. Cái biên độ động tác mà Phụng dựng cho em Ly nó quá là rộng. Mình cũng là người tay dài, chân dài, mình cũng hiểu. Để thu về đúng cái biên độ và điểm rơi thực sự là một điều rất là khó khăn. Và anh thấy được cái sự cố gắng đó của em Ly. Nu rất là muốn khen các bạn ở chỗ là các bạn thay đổi không gian liên tục. Các bạn làm cho mọi người cảm thấy là nguồn năng lượng đến cuối bài á, nó vẫn còn rất là đầy. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Nu. Yes, good point. Chính xác, chính xác. Và đây là một trong những đội rất đáng gờm tại cuộc thi năm nay. Hãy cùng chờ đón những màn quay trở lại của họ nữa nha. Xin được cảm ơn Emily và Phụng Gà.